Đường to nhỉ? Đường này bao nhiêu mét? 21 mét à? 10 mét. Gì? Đường nào? Đường này 10 mét. Cái đâu ai? 13 mét. À đường 15 mét, em nghĩ phải 15 mét. Gì? Đến đấy. Có mét. Đây là con đường rộng nhất ở khu đô thị Hùng Thắng. Hiện tại thì đang trong thời gian gọi là cách ly toàn xã hội. Bà con được phép ra đây tập thể dục, không được đi quá 2 người. Nhưng mà vẫn có top 5-6 người. Đi quá 2 người, cách 2 mét thôi. Cách 2 mét. Đây. Tôi với anh bạn tôi là cách 2 mét. Đây là khu Green Bay của BIM. Phía xa xa đây là cái chốt của Ủy ban phường, họ chặn ở đó, không cho người dân đi tụ tập. Đây là trường học quốc tế Singapore, tiêu chuẩn quốc tế của một tập đoàn Singapore đặt tại khu Hùng Thắng. Trường này thì toàn các con nhà đại gia học ở đây. Cả ngôi trường này chỉ có khoảng 5-60 học sinh thôi.